Quá sao này nặng thế. Ông Quảng đứng ngay chỗ gió vậy. Mỗi chỗ này nó mát. Ừ, kia ngồi. Cà. Điện mới bảo bà đang vứt chụp thì phải để ấy yên thì nó sẽ không cần đâu quay. Nhưng mình chụp từ từ mình đặt từng góc góc cạnh. Máy sát vào nó thành gần 8 cân. Nó to chứ. Nó to. Chết hết mắt rồi. To nữa nó lại không được. Vì nó làm nó quay nó bán. Ây da, khỏi quá. Trời ơi trời. Khói kinh.